Xin chào bạn vị và đây là chiếc file X2 Pro. Vâng, sau khi xem bài trên tay file X2 có lẽ nhiều người đang hỏi con Pro ở đâu. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ thứ nhất là so sánh sự khác biệt giữa hai con này. Và thứ hai là mình sẽ cho các bạn thấy rằng là cái cụm camera của con file X2 Pro bá đạo thế nào. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên thì hiện tại mình vẫn không thể chia sẻ và cũng như cũng chẳng biết nói nhanh cho nó vuông là không biết là hai chiếc máy này sẽ có mức giá như thế nào. Tuy nhiên về các chương trình đặt hàng hay link thông tin, các bạn sẽ truy cập ngay vào link mô tả bên dưới tại cửa hàng Severnet. Họ nói rằng là họ sẽ cập nhật sớm nhất về giá bán, quà tặng và nếu mà anh em muốn lấy được mức giá tốt nhất thì tất nhiên ở đây cũng sẽ có. Chúng ta sẽ quay trở lại sự khác biệt đầu tiên của hai chiếc điện thoại này về thiết kế. Thì cái phiên bản màu đen mình đang có ở đây của chiếc Find 2 Pro là bản mặt lưng gốm. Nó còn một phiên bản mặt lưng da thì rất tiếc là mình không có. Và trọng lượng của Find 2 Pro là nặng hơn khá rõ với lại cái chiếc Find 2. Nó đến không phải từ dung lượng pin, bởi vì con này là 4200, con X2 Pro là 4260. Tuy nhiên thì một phần là do cụm camera của nó rất to, và thứ hai là chất liệu làm từ gốm. Và thứ ba nữa các bạn sẽ thấy rằng là chiếc Find X2 Pro thì có tiêu chuẩn kháng nước bụi bẩn IP68, còn X2 thì chỉ là IP54, tức nghĩa là kháng nước nhẹ kiểu hắt nước lên mà thôi. Về cụm camera bộ đôi này có sự khác biệt rất lớn. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng đều sử dụng là camera 48MP, cảm biến của nó là IMX689, là điện thoại đầu tiên có sử dụng cái cảm biến này, là xuất sắc nhất trong cái cảm biến 48MP đang có và do Sony cung cấp. Thứ hai là camera góc siêu rộng của nó đã nâng lên thành 48MP thay vì chỉ 12MP giống như Find X2. Đặc biệt camera 48MP góc siêu rộng này lại sử dụng chính cái cảm biến đó là IMX586. Cảm biến này được sử dụng làm camera chính của rất nhiều các điện thoại ở trên thị trường. Khá là bá đạo luôn. Dùng camera siêu rộng nhưng lại là cảm biến xịn. Và cuối cùng nó sẽ còn có một camera khác nữa, đó là 13MP. Và nó hỗ trợ là zoom 5x quang học, hybrid 10x và tối đa 60x. Như vậy là ăn đứt cái con Find 2 rồi nhá. Về màn hình của hai máy cũng tương tự. Mình nhắc qua một chút, đây là hai chiếc điện thoại đang sử dụng là màn hình gần như là top đầu ở trên thế giới. Khi sử dụng ví dụ như là tiêu chuẩn là 10 bit và màn hình lên tới là 1 tỷ màu, để được 120Hz ở độ phân giải là 2K+. Và bên cạnh đấy chúng ta sẽ còn có kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 6, lấy mẫu cảm ứng là 240Hz, tốc độ rất nhanh, có khả năng chuyển nội dung SDR thành HDR và tăng cái video chúng ta sẽ thành 60 hoặc 120fps. Đây là những thông số rất là ấn tượng đối với những cái chiếc điện thoại đang có mặt trên thị trường, không kém gì những cái màn hình chuyên nghiệp theo những gì mà Oppo chia sẻ. Và các bạn nếu được nhìn nó một lần ngoài đời, các bạn sẽ thấy màn hình xuất sắc như thế nào. Về cấu hình thì bộ đôi này giống hệt nhau, chúng ta sử dụng là vi xử lý Snapdragon 865, 12GB, 256GB bộ nhớ, hỗ trợ 2 SIM không thể nhớ và bên cạnh đấy là có 5G. Và vậy nên mình nghĩ đây là một cái điểm cộng rất lớn nếu các bạn có sử dụng chiếc điện thoại lâu dài và có 5G. Chúng ta sẽ đều có camera ở góc bên trên là 32MP. Và tất nhiên là camera này thì chúng ta sẽ có khả năng chụp ảnh rất là ấn tượng rồi. Về cái tính năng của camera thì đây là lúc cái Pro thể hiện mình Pro như thế nào. Đầu tiên là về quay video thì chiếc điện thoại này bên cạnh tính năng như là siêu ổn định và cũng như là siêu ổn định chuyên nghiệp và khả năng chống rung của nó ấy, thì sản phẩm này của chúng ta còn có một tính năng gọi là HDR trực tiếp. Lại một lần nữa khi Oppo khẳng định khi mà con này là chiếc điện thoại đầu tiên đạt được tiêu chuẩn là quay live HDR với video là chất lượng 10 bit. Vâng, video 10 bit thì nó sẽ giúp cho ta cân chỉnh màu sắc theo thời gian thực, các cái vùng sáng tối sẽ được kéo tốt hơn. Vâng, bên cạnh cái việc đấy thì đây cũng là chiếc điện thoại có khả năng chụp được 10 bit và cũng như là điện thoại đầu tiên hỗ trợ lấy nét tự động toàn hướng tất cả điểm ảnh, có khả năng lấy nét 100% điểm ảnh. Vâng, nếu các bạn chưa hiểu gì thì về cơ bản là điện thoại chúng ta ấy, để mà lấy điểm ảnh thì nó sẽ không thể lấy 100%, mà nó sẽ chia ra phần trăm nhất định và có thể lấy nét mà thôi. Đặc biệt là khi điều kiện thiếu sáng sẽ thể hiện sức mạnh là máy nào lấy nét tốt hơn. Và điện thoại này thì là máy đầu tiên có khả năng hỗ trợ lấy nét 100% điểm ảnh luôn. Điểm nào cũng có thể đo được và khả năng lấy nét cực kỳ tốt. Điểm nữa là nó điện thoại đầu tiên lưu giữ hình ảnh 12 bit. Nếu mà hình ảnh 12 bit thì khác gì so với bình thường. 12 bit là giúp cho nó có thông tin vùng xám tốt hơn và giải màu rộng, cho độ chính xác màu cao để thể chỉnh sửa sau khi chúng ta chụp hình xong. Và con này cũng chia sẻ cho các bạn luôn là khi mà mình thử nghiệm thì cái khả năng zoom của máy cũng rất ấn tượng. Đây, khi bạn zoom ấy, các bạn sẽ có một cái thanh để kéo tối đa ta lên đến 60x. Và khi mà nó zoom, bình thường với các máy mình hay thấy là bị phức tạp ở cái chỗ là khi zoom á, sau đó là lấy nét khá chậm, nhưng con này có khả năng zoom sau khi lấy nét cực nhanh, nhưng mà vẫn cảm giác cứ rung rung và dễ bị nhòe, nên các bạn phải giữ thực sự là chắc tay. Nhìn chung là mình đang khá ấn tượng những gì nó làm được. Cũng có chế độ chụp ảnh chuyên gia, và cũng như là các bạn thể yên tâm về những cái chế độ chụp hình của máy thì mình sẽ dành thời gian khai thác kỹ hơn, đi sâu hơn nữa về cái chất lượng của nó. Như vậy thì đây là bài trên tay và chia sẻ các bạn nhanh và cũng như so sánh với lại giữa khác biệt Find X2 Pro và Find X2.
Thì con Pro đúng với cái tên của nó, Pro là gì? Pro từ màn hình xuất sắc ở mọi tiêu chí, và Pro từ camera với khả năng lưu giữ hình ảnh 12 bit rồi siêu chống rung, rồi chúng ta cũng như là quay 4K 60fps, vân vân và vân vân, có rất nhiều thứ để nói về camera này. Khả năng sạc siêu nhanh là 65W, tức nghĩa sạc đầy 4260mAh chỉ trong 38 phút, hỗ trợ 5G, cấu hình cao cấp nhất. Và các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy comment cho mình biết ý kiến ở bên dưới. Mình chưa biết thì bao giờ sẽ có mức giá cụ thể ngày bán của chiếc máy này. Nếu các bạn muốn biết giá và bộ đôi thì hãy truy cập ngay phần bên dưới tại Savonet để đặt nhận thông tin trước khi bán ra ở Việt Nam nhé. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. Ok.